Hello anh em nhá, chúng ta sẽ quay lại với trận đấu vẫn đang tiếp diễn ở đây. Tôi có điều kiện để có thể bắt đầu một trận đấu mới anh em ạ. Chúng ta sẽ ăn Baron anh em nhá. Như anh em thấy thì Baron cũng được máu khoảng 20.000, 25.000. Edil thì đang Edil để nát nhà rồi bạn ơi. Nhanh lên. Về về. Edil đang ngáo rồi, Edil điên rồi. Edil làm cái gì đây hả? Edil đang cho hề gì đây? Ổn đâu, tinh thần có ổn không? Hả? Tinh thần có ổn không? Tinh thần không ổn thì cứ chơi nhá, hiểu chưa? Bảo bao nhiêu rồi. Chú về, ơ kép kép. Làm gì đi, hả? Làm gì đi? Làm gì đi, hả? Tính làm gì? Cái thằng đa đứa để trâu này nhót. Tám là tấn công anh em tao. Chạy như, như chó đuổi kìa. Yasuo vào tận trong luôn. Ơi công chỉ Yasuo rồi. Chạy hết, hết chạy ra người chạy ra ngoài. Nhà không còn là nơi an toàn nữa rồi. Phí để tới nhà anh em ơi. Em đi để tới nhà. Vâng. Em bạn đã gờ gờ. Trận thứ 3 thì em bạn trận thứ 3 chúng ta hiện những dấu hiệu gờ gờ anh em ạ. Rất là buồn cười. Ừ, chúng ta ở đây thì nhìn thấy một ông già Noel đang đi đưa quà anh em nhé. Bóc bóc đầu. Bóc đầu à? Bóc đầu chịu. Ờ tôi xóa này anh nhé. Ờ đây tôi sẽ up vào đây. Anh bạn tôi vừa đi bóc đầu đây anh em ạ. Ok em mày. Thầy muối kho. Cái gì? Thằng này nó cũng mười tao hay sao á? Như thế. Cái gì nó cũng không chưa. À đâu, nốt. Thầy mói kho à? Tôi không biết nữa. Tôi cho lên đây để có thể nhìn rõ được cái này ấy mà. Ồ. Oh. À, đu đu, đi đi. Đu đu, đi đi. Làm chuyện nữa. Vậy anh bạn tôi đã dừng rồi anh em ạ. Tôi sẽ chuyển sang đánh cờ em nhá. Làm những trận cờ nó ảo giác một chút. Ok. Normal anh em nhá. Bình thường. Không ganh đua. Không cạnh tranh. Có kênh kỷ chính thức chốt đơn dàn cast nhậm ra luôn và hình phi hé lộ tạo hình đầu tiên của nam chính. Ui trông ngầu lòi ngầu đét luôn. Sao như chủ quả này đẹp đấy. Thế là hay là nhà tiếp rồi Tết Dương về Tuyết Dương đá quê. Ai ở đây cũng xem được vậy. Mình chọn ai mình chọn về đây. Về tất nhiên là về rồi nhưng mà về thì về. Về thì về đấy nhé. Tôi cũng đâu có muốn về đâu nhưng mà chẳng qua là vì có việc gia đình nên là ấy anh em ạ. Quay đỉnh thực sự anh em ạ. Thì cười đẹp dai tệ, cười đẹp dai quá. Chú. Like cho cái. Và chờ đó anh em. Ở đây thì chúng ta quá nước mắt rồi. Lấy cho mình một chút BF đi. Ok. Chúng ta chơi lại cái bài xâm đấu với lại anh em nhé. Nãy tôi vẫn chưa chơi trọn vẹn anh em ạ. Nãy kiểu vội vàng nên là chơi nó không trọn vẹn được em ạ. Bây giờ tôi sẽ chơi một trận trọn vẹn anh em nhé. Từ thứ 3 xuống bây giờ. Thứ 3 xuống 20 máu nha. Chả vậy. Ha 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 ha.
Bảo trì nên qua đây chơi phải không? Thằng nào chả thế ra URF. Ok. Nốt trận. Ơ lại tượng. Mai chơi. Buồn cười chơi lác lắm. Đang chơi mượt mà. Vừa làm dăm trận. Ảo thật anh em ạ. V là con Mi Black cho nó ngồi loài. Cái gì đây? Tên là gì? Ngọc Thái PPE đi đi thin đi thin thấp nốt nốt rồi anh em nhé. Đây là xong phía này ở em Phúc. Đây là xin mẹ anh em bắn bắn nó đi. Đằng cái gì? Đằng đứt cáp hay sao ý? Chị với ông thần. Bài xong đấu chắc chắn là tôi sẽ phải lấy cái này rồi. Nhưng mà muốn chơi lâu dài hơn. Mình bán máu mà, mình cái này để mình lên anh em nhé. Quá. Xong đấu thì chúng ta đang không ra anh em ạ. Xong đấu thì đang không ra. Đây lại ra. Đây lại ra. Đây là đấu sĩ rồi. Ok. Nếu quá thì chúng ta cứ để ở đây đã. Can với lại cái hồn cũng mà tôi cần chơi để chơi ở ngoại đạo anh em nhé. Như anh em có thể thấy thì rất dễ để có thể xoay bài nếu mà ở trong cái tình huống mà chúng ta cầm khá nhiều hệ trong tay. Chả vậy. Ngáo từ sáng. Các bố không biết cứ ngồi đợi. Ôi giời, ở đây có trận đấu đẹp quá em ơi. Nhà này người ta chơi cái hệ gì đây? Đó, hai ma pháp sư xong rồi lại còn à đâu? Hai ma pháp sư xong rồi lại còn hai đấu sĩ nữa. Ok. Đó, em thấy không? Tôi nghi mà. Bán Zumi đi. Có ganh blank này, có đặc nhiệm này. Rồi này. Ở đây thì chúng ta quên mất rồi sao lại bán dây AC đi. AC để cầm ấy mà. Thôi chứ anh em mình chơi bài Kai'Sa cũng được anh em nhé. Bài Kai'Sa tôi thích anh em ạ. Tại vì thứ nhất tôi thích chất xứ của nó. Thứ hai tạo hình Kai'Sa khá đẹp. Tại thì bạn sẽ làm một đồ chuyên gia. Đây thì người ta đồ ra kia. Mình kiếm thêm cung nhà. Cung diệt mà. Đây là nước ngoài mà toàn thấy mấy người Việt Nam. Việt Nam nó xâm chiếm dần. Ôi, chúng ta nhìn thấy Revan này. Vi cũng cần anh em ạ. Cho Vi lên 2 luôn, bán cá mẹ đi. Đó, mình được 4 đấu sĩ này anh em ạ. Và tất nhiên là mình sẽ không chơi Ariel anh em nhé. Mà Ariel cứ để đấy á. Đây là cái đơn giản mà bình thường có ai chơi đâu. Hôm nay bảo trì tao vào đây smurf thế chịu. Muốn đấu chi em ạ. Ồ, bài này chúng ta phải tìm được gặp ba hậu công em ạ. Thế cái này có này, đi có rồi này, cứ thích rồi bán đi, tôi không hiểu. Trời ơi, tôi sẽ ăn hết đi rồi.
được khó nhỏ. Mình sẽ không làm đâu các bạn. Còn mình mua 2 này, mua cũng được tiền, 2 chấp cà đu luôn chúng ta. Thắng nổi rồi nhá. Làm sao mà có tuổi thắng rồi. Hả? Làm sao có tuổi được. Trời ơi, đừng có thương. Mang không có nặng đâu. Trời ơi, cay xa nước mắt gì. Thì khỏi em ơi. Cay xa nước mắt xong lại trời ơi. Trời đập ơi. Hú hú hú. Buồn quá. Bây giờ mà xoay làm sao mà ra từ 4 đấu sĩ mới ra được 3 hộ công anh em này. Khó rồi, nó khó ở chỗ đấy chứ còn nhỉ. Game mà nó dễ thì nói làm gì anh em. Phê cái gì. Thanh bình lao các sếp. Đặt lắm anh ơi, không chơi đâu. Em không chết đâu, em không chết đâu. Em lại tới già trong cơn u mê. Em lại tới già. Ở đây có giáp thì lắp cho Reaper đã. Sao mình có công chống bài của mình nên các cái tông AC. Tức là đấu sĩ thế này tôi đánh xong đấu anh em này. Trời ơi khỏe giữ thần. Ông này ông cũng đang muốn bốn đấu sĩ anh em ạ. Ở đâu đạo xích tôi đã một lít làm cái gì vậy. Mình có chơi một lít đâu. Về cái tông đấy kẹp vào cái gì bỏ ra đã kích cờ. Mình kích 2 đặc nhiệm. Không được nhau, lấy cái tông. Nó chưa lên thì mình cứ để về đây đã. Thì nên mình kiếm thêm cuồng cuồng đao với lại cái giao điện cơ mà. Đâu phải chuyện bình thường. Máy đi mà xà pin. Hết pin rồi. Đây chẳng hạn. Máy này cũng thấy pin rồi. Tí tao phải vào làm việc nữa. Không, tí tao phải vào làm việc nữa. Cầm sạc vào. Tí tao còn phải làm việc. Bao nhiêu phút? 5 phút rồi. Hết pin rồi đấy. 4 năm nó không có. 1 năm không có. 1506 thì đúng không? Sẽ... hết rồi. Hết vào công ty. Cái gì? Đây. Cái gì đây? Cái mồm vào gì đây? Bạn làm sao ấy? Ai biết? Bà làm nháy vào, khổ. Ngại. Mình ngại. Bây giờ event luôn anh em ạ. Giờ tôi kiếm một cái lõi mà liên quan đến cái bài đó. Tuyệt vời luôn. Tất nhiên rồi, đồ này đồ dập lửa. Cái sao nó không cho. Trời ơi, sao cái đồ nó liên quan đi. Này nó hỏng đấy. Hoang đấy. Hoang thật đấy. Mình đâu có chơi mấy cái bài này liên quan đâu. Trời ơi, chưa về là có ăn đấy. Mình phải chơi 2 đấu sĩ rồi, đâu là một con thằng ni kia rồi. Bỏ nó đi anh em ơi. Kiếm con cho gát Z vào cho nó cũng cho nó trâu. Thao mà phải thở. Đúng không anh em? Chơi nó phải tính toán. Mỗi thế là cứ phải theo một cái khuôn có sẵn anh em được không? Đấy, như đây là có 2 con tướng cần đi theo bài. Ui, bài này có Nina nè, bài này chơi em ơi. Bài này chơi được cái gì đủ rồi. Tanami rồi. Mom đi thang mau. Đi đâu? Bi 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 bi.
Gì thế Mão ơi? Khát nước quá, tôi đi pha cốc nước nghỉ ngơi em nha em. Hello Bình. Tôi lấy đồ anh em ạ, đang rất cần đồ. Đây là nano này anh em ơi, giao điện luôn anh em ơi, còn một cái cuồng đao nữa. Bây giờ thì trước mắt thì mình cứ nắp vào đây đã, tại vì là AC đang cần đồ. Tí mình bán đi mà, tí mình bán để mình tháo đồ cho anh mà muốn lấy máu này anh thao được. Đây trước mắt là như thế này đã, giờ mình sẽ up dần cấp lên nha. Thì pha cống nước. Hello anh em nhé, chúng tôi quay lại, tôi vừa đi lấy cốc nước. Mới về lên 2 là giúp cho mình có một tờ được tăng cường khá tốt. Có gì khói anh em nhỉ? Khó thế nhỉ? Có gì khói là hơi khó uống nhỉ? Bực mình thế nhỉ? Vâng, cứ tháng 2 của tôi em nha. Người thế nào anh em, cứ lâng lâng thế nào. Tôi sẽ khi anh bạn tôi ra thì tôi sẽ sạc con xung xung của anh em nhé. Đấy, sạc qua đã. Cái mùi gì nữa cơ, nó có thấm thấm đâu đây, mùi gì nhỉ? Chán rồi, tôi sẽ lấy cho mình muốn đi gậy phép anh em nhé. Vô cùng với gậy phép, quá tuyệt vời, quá chuẩn rồi. Mình lấy xong mình nhấp dần đồ vào. Giờ thiếu một đạo trích. Đây là mình thiếu một đơn vị vàng. Mình đúng được nè. Sao mà phải xoắn, đúng không? Nhớ họ không vậy, binh tinh tú là tuyệt vời quá làm gì nữa. Mình đánh ấy, mình đánh ấy. Thì mình cũng giữ đi tú mà đang không ra được sở để có tướng mình cần anh em ạ. Nhà này vẫn cháy lắm này, nhà này vẫn đậu chích mà mình cháy lắm này. Làm gì đệ, cho các làm cái gì đệ? Dạ con mua được cái sừ đập nhanh mà tôi ngỏm ngay anh em ạ. Dập lửa luôn, dập lửa luôn, không cho nó cháy, cháy quá nó lộng hành anh em ạ. Ok rồi, đây rồi. Như anh em thấy thì chúng ta lại không cần arrow nữa, mình bán arrow đi, lấy vây này để như là kích đặc nhiệm mà kích thêm siêu thú này, chắc chắn là sẽ thấy lấy vi rồi.
Khi mà lên 3 thì càng tốt. Đây, đây sẽ là con bài siêu thú nữa để kích siêu lừa anh em nhé. Chúng ta sẽ phải up cấp đây để kích vào Z vào thì đúng hơn. Cái xà cũng chưa ra anh em ạ. Chúng ta đang đánh hai đặc nhiệm. Thì ở đây thì làm gì vậy? Hắc mão cái thằng ngáo anh em ạ. Thằng ngốn vậy. Đẹp người, đấy may mắn chứ. Đúng không nè. Nè ngộ nước đây anh em nhé. Như anh em thấy thì ở đây chúng ta vẫn đang săn tìm Kai'Sa để có thể lắp đồ, chuyển đồ từ AC sang Kai'Sa này, xong bán Kai, bán AC đi thì mình lắp vào được Kai'Sa, và Kai'Sa lại kích tinh tú với lại vẫn là đặc nhiệm anh em nhé, để có thể kẹp với Vene kích siêu thú. Ok, lướt lên để tránh được dàn sát thủ đặc. Cái bài đặc nhiệm mùa này khá là hay anh em ạ. Như anh em có thể thấy thì bài đồ của ấy đã ra đầy đủ rồi. Giờ chúng ta cần kiếm đây này, như anh em thấy này, chắc chắn rồi này. Xong đấu rồi bán cho gát đi này. Kiếm Kai'Sa anh em nhé. Kai'Sa không ra là cũng hơi khoai. Kai'Sa từ 3 tiền khó ra thế nhỉ. Đây rồi, Kai'Sa đây này. Bỏ vào này, bán đi này. Đấy như nick này. Nắp đồ cho Kai'Sa anh em nhé. Đối với Kai'Sa là cùng đao. Ok. Đồ này thì còn lại lắp cho Vene đi. Ok chưa. Chúng ta không biết có cần con trâu không nhỉ. Chắc toàn đội con trâu trước kia thêm 3 hậu công nhỉ. Và đánh cũng được, cũng hợp lý. Nhưng mà ở đây nhà tôi cũng vừa lên. Ui, đặc nhiệm luôn anh em ạ, đặc nhiệm luôn. Mà cần vệ binh tinh tú thì tôi có rồi. Vệ binh tinh tú là đủ rồi, giờ cần đặc nhiệm này, mình cần Z thêm đặc nhiệm. Ok, hãy tập tiếp lên nhé. Hợp lý đấy, hợp lý. Mà đi, AV bỏ đây. Mình đặc nhiệm luôn anh em. Thế nước 3 đã đặc nhiệm, mình không phải Z thêm vào đâu anh em. Bây giờ chỉ cần mình đang 50 tiền này, giữ 50 tiền này. Trước mắt là như thế đấy anh em nhé. Để có thể tìm cho mình một còn những con bài còn lại. Kai'Sa và Vayne chắc chắn sẽ đi với nhau rồi. Riven và Taria là những con tướng hàng tanh anh em nhé. Ui, nhà này khỏe thế nhờ. Đây nó có cả Z và cả Sinera rồi. Đây như là nhà top 1 anh em ạ. Đúng nhỉ. Không, tốc 4 thì không phải bắt. Nhỏ tầm clip của tôi cũng nhiều đấy. Dây y à. Nhưng mà Riven với lại V của tôi đang chịu được tay khá tốt. Kai'Sa và VD ở đằng sau thì được bắn liên tục. Kinera cũng không phải dạng vừa. Thì cô ta luôn ném cho mình thêm vật tứ ở ngoài và mình sẽ là chuỗi thắng 5 của tôi nhé. Đấy ghi này. Thì đây được 3 thì sẽ khá là phồn thịnh anh em ạ. Ok, chúng ta đang cố gắng Z thêm một ấn hộ công vào để kết thêm dàn tanh của chúng ta có thể khỏe hơn. Với 51 tiền chúng ta sẽ dừng ở đấy. Ok, lục tái bé. Anh ta đang đối với mình một top 1 với 4 admin. Không kịp rồi. Tôi gặp Thái BPBE anh em nhá. Bây giờ đánh bài ngoại đạo rồi. Và đây cũng khá là ngon cơm. Làm gì nào. Với bài ngoại đạo và cam với đệ là một tướng vừa tanh vừa đam mà đồi khá là chuẩn anh em ạ. Nhưng có vẻ là anh ta đã bị Kai'Sa cho cục ngã.
dưới đây bạn. Bạn vào xem mớt bài à? À đấy. Cinderella khá ngon. Nhưng mà đấy thì bây giờ tôi không cần công anh em ạ, giờ tôi cần tanh. Và quan trọng hơn thì đồ còn lại Nina sẽ làm một chiếc giáp máu, chiếc đai máu anh em ạ. Đai máu cũng mất rồi thì chúng ta phải lấy chiếc giáp còn lại đây nha. Chiếc giáp để có thể kích được đây là ấy cũng không được, không sao. Lắp giáp để cho Nina một tay cũng được, không sao, không đi nỗi nào anh em nhé. Ok, rồi rét thêm vào đây là một cái gì đây? Ồ, có siêu lửa anh em ạ. Hay là rét bạo công thêm ấn gì đây? À, bật ấn siêu thú cũng được. Hộ công phải tí sau nhé. Chúng ta áp chết 8 rồi đấy, xin hộ công của anh em nhé. Khá là khai cấn đấy các bạn. Nhưng em có thể biết rằng thì những con bài này là con bài được chọn lọc và con bài được săn đón để xem là các cờ thủ sẽ đem ra cho chúng ta thấy là được những cái gì tinh túy nhất. Và sẽ là chuối thăng 7 anh em nhé. Lợi tức của chúng ta đang lên khá nhiều. Ở đây thì 6 thì chúng ta sẽ roll anh em nhé. Roll để lấy tướng lên 2 đã. Mình chưa cần áp chết sợ vội anh em ạ. Roll này, Zinix 2 này. Kai'Sa cũng chưa lên 2. 5 mức tiền chúng ta vẫn giữ anh em nhé. Ok, họ đang soi bài nhà chúng tôi anh em ạ. Có vẻ crazy lớp đông 1-3 sẽ là một bài khá khó chịu khi xối thẳng vào Revenge để Revenge không thể dùng chiêu có kích giác ở trong mình. Nhưng Nina là một tướng hồi máu thì nhanh khi có khuấy khuấy lên cái ta chưa khuấy tắt đóng cửa nhà vệ sinh vào. Tại không có đũa cũng uống vậy thôi. Kai'Sa đang làm tốt nhiệm vụ của mình với chỉ mới chỉ một sao thôi. Nhìn có vẻ sẽ là một trận thua đầu tiên với chuỗi tháng 9 của tôi, thì trận thua này sẽ giúp tôi xuống nhưng có vẻ là không xuống được. Với 61 thì tôi sẽ up cấp anh em nhé. Chúng ta gặp một con rồng Aranso 4. Xem mà có ra được đồ tanh nào cho Nina không em nhá. Nếu ra được đồ tanh thì sẽ khá là ok. Kai'Sa chúng ta cần lên 2 đã. Ok các bạn. Chịu bạn rồi đấy. Không khuấy hết cơ. Đừng lấy giật cá mình. Đây lấy được cái này cũng được. Lấy cái này cũng được. Hợp lý đấy. Nhưng mà bạn tay từ từ thôi. Bạn chọn cái lễ phép này, tôi đang vũ phù thủy đấy, hỏng hình đấy. Toang đấy, toang thật đấy. Bạn chọn đồ này là đúng rồi đấy. Nhưng mà ok rồi đấy. Tôi mà rách được cái này sang đây là ok đấy. Giờ chúng ta săn Kai'Sa 2 anh em nhé. Đây cô này. Kai'Sa vẫn chưa lên được 2 anh em ạ. Kai'Sa là đam chính của chúng ta. Có vẻ đang có khá nhiều người soi bài để. Ui Kami lại 3 rồi. Quá là kinh khủng anh em ơi. Một con bài khá là đẹp. 50 binh tú cũng đang rất là cháy với 4 linh vật và 50 binh tú. Chúng ta gặp luôn bài Kami lại 3 anh em ạ. Con bài này cũng khá là ảo ma. Nhưng với Kai'Sa được freedom, Fene cũng được freedom và Nina là tướng được hồi máu thì có một Kami lệ 3 thì đánh cái sán mai cũng thua tôi thôi.
Nissin Note Pro đang cho mình thấy được vị thế của một người chơi cờ qua sách giáo khoa có đẳng cấp. Đánh sách giáo khoa làm sao mà thắng được, có đẳng cấp. Ơ nhưng mà nó không cho lõi, trong này không cho lõi mày ạ. Lõi tướng không có này. Không cho nổi, chờ không đánh, không đánh không ra nổi. Bọn này đánh cũng không ra nổi. Mình không ra được nổi đâu. Thì mình không ra nổi, nó không ra. Trần nào ra đồng đều. Vậy rồi. Ok, right, let's go. Mày lại bảo go cái đầu ôi cái là chết ta đây. Hợp lý đấy, biết cảm quan rồi đấy. Bài 5 linh thú, 4 linh vật này cũng khỏe đấy. Cái xà này không ai bắt được cái xà. Vẫn còn tí máu vẫn còn gây đam được à. Không, Nina vẫn còn hồi máu. Nina hồi máu nên là ok, hồi máu đấy, hồi máu đấy. Khó chịu thực sự. Vẫn còn gì đích. Gì có cái siêu lừa. Không, người ta nhà khó chịu, người ta nhà đồ đồ đẹp mà. Nó đứng từ xa nó gây đàm ảo quá. Nó chả khác gì còn sát thủ. Mày nế con chưa điện thoại, tôi đu này em ơi. Nghe thôi, để xì gì đi cơ. Mùa 2 sao anh em. Giật cá mình cái gì vậy. Cái xa này, từ ơ sao cái sao không lấy thấy cái gì cái sao mày đấy từ tí tí áp chết áp chết chết con trâu rồi đó mình bạo không được khỏe cho bọn này bắn nó thoải mái hết mấy nên một chặt sao cái sao đám chính với này ta thừa đồ nắp vào đấy. Lúc ấy là vì Zinix nó chưa ra, bên này là trước, mãi về sau Zinix mới lên. Tao ghép vào sau mới có tiền, tao ghép không cảnh trả bắn nhỉ. Cứ đứng. Đồ sống đao. Ta màn thật. Cứ đứng bắn 80 sức tay. Cần. Đứng bắn này. 10.000 đam. Không có đồ tanh này, ừ tao đã đủ công rồi. Đã mà nhỉ. Không lấy cái này. Ơ, không không, tao lấy cái này. Ok, tao lấy cái này được. Lấy cái này. Bảo mày. Không thao, không thao. Nên luôn đi, nên luôn đi. Nên được. Bán châu để nêu nào. Ừ đúng rồi, này. Đúng rồi. Ok. Bạo công chấm hết nước mắt luôn. Nước mắt này nâng tròng luôn. Để cho con con revenge hai con đấy thì 3 công chấm hết luôn. Ôi hết tiền rồi còn 4 tiền tha rồi. Gì vậy? Không tiền đâu. Sao sao lấy được? Bán bên đây à? Má à. Mua đây cái giờ nó gọi đấu đầu luôn. Chị giật đấy. Thắng rồi chứ, không thắng được bài này. Bài này bài gì đây? Zoe 3 rồi, chịu đấy. Ôi bài này bài chủ lực anh em ạ. Bài 4 chủ lực, bài này khỏe lắm ấy. Có nhà nào bắt revenge của mình không nhỉ? Nhà này bắt châu rồi, không ra châu. Ô nhà. Không nhà bắt revenge của mình không nhỉ? Ok. Ôi giời ơi. Ok anh em ơi. Ok anh em ơi. Cái xa để đây có lợi có hợp lý không nhỉ? Tôi để cái xa ở đây chứ gì kìa anh em ơi. Cái xa đây để cho nó bắn. Nó nứt nhanh anh em ơi. Nó nứt liên tục luôn.
hết nước rồi em ơi. Bán nè, bán nhanh thì đây là nhiều sát thương. Đúng rồi, phải tránh cái chỗ đây ra. Ảo lắm, Tania nó ảo lắm nha. Đấy, nó cho hai Tania luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Ai muốn tách? 27, 28, 30. Lướt đi, đừng đứng một chỗ. Một chỗ thế hỏng. À nhưng mà nó không ném được thằng ấy, thằng Kai'Sa thì mình vẫn có thể gây đam được. Đấy, đúng rồi, 60 stack, 762 stack. Uầy, tôi thắng được cái nhà Tania vừa nãy rồi bạn ạ. Ok nhé. Chúng ta xem có ra được. Ok, chúng ta đã V3 rồi anh em nhé. Còn Kai'Sa nữa. Ok anh em ơi. Sắm đây spam bài ạ. Bài của ta đẳng cấp. Nhìn chơi là biết người ta đẳng cấp như thế nào. Hiểu không? Wow. Tôi đang nắm cho mình cái top 1 anh em nhé. Tôi có đang ở trên tiền tiến rồi. Tôi đôn có vẻ như là cũng ổn lắm nhé. Ok. Ở đây thì xem là có ra cái gì không nào. Đồ gì đây? Wow. Không có cái đồ tanh nào anh em ạ. Zinic, Zinic cho đồ gì hợp lý nhé. Zinic chả có cái đồ gì gì là lấy xe ke. Đấy tôi không lấy được xe ke anh em hiểu không? Để chấp nhận chứ sao. Thôi thì là lấy ra ngoài sạch anh em nha. Đấy, cho mấy đi hai cái. Đấy, băng bỏ thành cho nó. Roll Revenge. Trời ơi, không ra rồi. Toang tới rồi. Hay xa khó ra lắm. Mình không ra được Revenge này em ơi. Cũng ra Revenge rồi nhà. Ui nhà này chui bài. Nhìn cái đồ trông chấm hết luôn rồi anh em ạ. Cứ gì vào đã gõ một cái to đầu rồi anh em ơi. Ôi nó đi. Ôi nó chết Kai'Sa của tôi rồi. Tôi bắt được Kai'Sa của tôi anh em ạ. Con điều là nó ảo á. Bên đây làm gì? Bên đây chả làm được gì. Bên đây yếu lắm. Bên đây một đây cái sư nó gọi nó gọi. Bên đây cái sư này có hai một đây cái sư luôn anh em ạ. Bóng này Tanani này bóng đi là không đi. Ông top 1, hai ông này đang kill nhau anh em ạ. Tôi lại lên top 1 rồi. Xin cái gà ơi. Xin con Reven 3 thôi. Khó thế, không cho. Hẹp hỏi thế nhỉ. À vậy mình sẽ chơi theo kiểu chiến thuật này anh em nhé. Đây, chơi theo kiểu chiến thuật này. Đây, đây. Đấy, chơi theo kiểu chiến thuật này em nhá. Chơi theo kiểu chiến thuật chữ V em ạ. Chơi kiểu này nó mới buồn cười. Tôi gặp bóng ở nhà này này em ạ. Cái nhà tôi vừa gặp thân thể của nó. Giữa hai nhà kia mà kill nhau là tôi ăn. Đó nó một nhưng mà là tôi thu bóng nhà này thì chưa biết là hai nhà kia có beam nhau được không em ạ. Đóng cửa vào không? Tầm 2. Hai nhà này thì thắng nhau cơ. Bài tóc người thắng nhau. Bài 12 là đi to top 3. Ủa, wow. Nào thế nhờ. To top 3 em ạ. Không sao em ơi. Chúng ta lại bắt đầu với một trận khác mà nó có thể rực rỡ hơn anh em nhé. Như anh em có thể biết thì mình có rất là nhiều vàng. Mua rất là nhiều tướng. Đây, từ tôi mua hết cái đồng tướng ở trên nào. Đây Hazik 1 tiền này mua này và đây mua hết tướng luôn. Mình có 500 tiền thì mua 500 tướng em ạ, nhưng mà quan trọng là có đủ tướng để mình mua không thôi. Đây tôi đếm sơ từ chiều đến giờ tôi mua khối tướng này em ạ, mua về và nắp lấy cái trang phục và đớt ra đàn mua hết anh em nha. Một tiếng hoa lam thôi nha, mua hết luôn. Đấy mua cũng phải
chỗ này cũng phải tầm trăm tướng, tương trăm tướng một tiền, tức là người ta cần ra xu ấy 4.800 anh ạ, không có tiền để mua, cũng có tướng tương đương với 880 RB đây em nhé, không đùa đâu, phải mua cửa vét này, xe đát này, nãy bạn tôi bảo xe đát này, xe đát đuôi nó không đu đưa nhỉ, rất buồn cười thật đấy chứ. 500 tiền rồi, không mua nữa, để bạn cho đẹp tiền em nhé. Chúng ta sẽ vào chơi cờ tiếp theo. Bọn em từ vào đây xem là bảy một hai, đưa ra phòng to em nhé, một hai xếp là hai ba bảy ba hai mốt, hai mốt đi là ba là 24 đúng không, 24 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24 thiếu 6 vít, đây là vít 24 thứ 25, đây là thứ 25. Ok. Thế pin rồi. Khoái rồi. Bật nguồn lên. Ok. Ai nhắn tin cho mình vậy? Ủa? 3.3 này. Thế là muốn thằng kiến tạo của mình tại vì thế Messi thì không vào thứ 8. Đây. Chấp nhận đi sao? Úi giời, chết rồi. Có thể bạn biết thừa, cứ sang Đông Anh là có người yêu. Có một nơi ở Hà Nội bạn không bao giờ sợ ế, nơi các chị em rất hay lui tới để tìm duyên. Nhiều khi còn nhẹ hơn cả đi chùa Hà, vì ở đây có rất các rất ở đây, vì ở đấy có rất đông các anh. Trời, đâu cho thừa. Thả tim một cái. Này đẹp thế nhỉ. Bảng điện tử quảng cáo chuyên nghiệp, hàng ghế bao nhiêu điện chỉ so đẳng cấp. Phòng thay đồ không thua kém gì những đội bóng ở châu Âu. Mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Xin giới thiệu, đó là câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Hơn cả sân ấy, Mỹ Đình Cường ạ. Sân Bà Rịa Vũng Tàu hơn cả sân Mỹ Đình, có cái là cái chỗ ngồi không có thôi. Cả cũ. Trời ơi, ta tìm. Mới xây 5 tầng full đồ ở đi 2.8. Ui. Không lẽ phòng mới xây nhà 5 tầng, 5 tầng 5 phơi đồ theo kỳ luôn. Giá thì giá không lẽ. Phòng 2.8 điện 4K. Được. Ây da, đây rồi. Chúng ta sẽ để cho mình một chiếc nước mắt đi. Bé em cũng được. Ô, xuống lên. Yeah, tới được bé em rồi. Ta sẽ triển khai phần bản mới em nha. Nói thế hai trăm phần trăm viên còn tổng chi trách nhiệm phải chấm trách nhiệm này để làm cái gì. Mọi lời tưởng là thân là một lòng vấn khúc. Ok, nghe em. Ta quay trở lại với trận đấu. Lần này thì tôi đang muốn đánh. Tôi đánh lại cái bài mà anh em ạ. Thế tôi vẫn hơi khó chịu khi không phục bài với anh em ơi. Nhanh gọn lẹ đi xem nào. Chắc chắn đây là một cái gì khổng lồ, một cái cuồng đao, một cái giao điện này em nhé. Là gì đấy? Một cái tay. Cái tay là chiếc không vào tay cả. Đánh đi Blank à? Trời ơi, đã admin này. Đừng nào thế. You damn heavily brown power. Đừng làm thế. Chốt tôi, chốt tôi.
đâu, mùi ở đâu? Đâu? Quá. Hôm nay vừa là cái xa rồi, đừng. Trời ơi, vừa mới bảo không chưa cái xa xong. Ôi trời ơi, anh Nguyên Binh à? Này, chơi cái xa rồi anh em ơi. Bên kia đã chơi cái xa một chỗ đấy rồi. Hai admin ạ. Ok, right. Đi bỏ thêm trả em cho nhá. Thế là cái xa làm cái gì? Vậy đã không muốn chơi cái xa rồi. Tự nhiên đùng cái ra. Chấm hỏi cuộc đời luôn. Ronaldo. Ronaldo Junior chia tay Manchester United với 23 trận đấu, 53 bàn thắng và 18 kiến tạo. Lý do chia tay vì MU, à vì bù bắt. Chấp nhận đấy chứ còn gì nữa. Chấp nhận thì sao nữa. Chú. Ô nhà này đã bù áp 4 anh em ạ. Mà quay em về. Oh, oh, dê, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Ôi nhà này có ấn xạ kích anh em ạ, bảo sao? Chơi luôn xạ kích hả? Chắc đi là cái anh thôi. Đi ăn ngô đây. Này đi ăn, tiền kia không quá, ảo thật. Chắc chắn rồi, cái play đấu sĩ ạ. Đấu sĩ admin đẳng cấp mà anh em. Đấu sĩ admin chơi đẳng cấp như vậy. Thì xem nào. Hết nước rồi. Thằng Phúc uống hết nước của tôi anh em ạ. Em mày tật mày nãy bật nước nóng chưa? Mày tắm chưa? Bật lại nước nóng đi. Oh, TMC 206 anh em ạ. Đây là một cao thủ rất đẳng cấp. À, nhóc này đánh linh vật đặc hiệu. Sao mình chơi được với nó được? Nó chứ gì đâu. Bình thường. Ta nó cứ kìa này. Đấy, 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 đấy. Có tuổi bài và tôn luôn. Nhót. Trời ơi. Thử đẹp luôn anh em ạ. Ôi trời ơi, sao ra lịp lánh. Trời ơi, chết. Giờ là chết nhau đó. Anh là chết đó, thật. Đúng thật đó. Cố lịp lánh này. Kiểu con Soraka anh em ạ. Đánh mày là chết nhau rồi. Ca mỹ lệ à. 4 admin, 3 bởi vì đi tú cũng được. Đâu có nỗi gì đâu. Cho là sao, cho là sao. Nghe là chết nhau rồi. Chỉ hai món rồi đấy, nghe mình phải nên mình phải thắng mà mình nên tận đến top 5 á, top 6 á. Cái này có thu. Trời ơi, đồn admin này. Cái nhé này đúng cho cái xa khó ra luôn. Cái xa đồ cũng chơi quá đi. Thế nào có lợi cho đôi bên ta? Nhiều mà là Liverland hai đồ luôn. Trời ơi, Liverland này cũng có màu xanh nữa. Thứ nào chịu nói? Xem này, à bắt Liverland mà. Đây nhà này, Liverland này chắc chắn luôn. Ôi con bác à, bác tôi bác. Trời ơi, người lên nước mắt này ông chơi chấm hết đời luôn. Tôi đã chuyển sang đánh 4 admin 3 ở bên dưới em. Chắc chắn rồi anh em. I bring swift death. Bỏ vào đây. Đây cái admin. Oh.
góc đi đâu trời, thấy mệt cười luôn á, thấy ghét người ta trời. Thôi trước hết là mình phải đá. Quá mi nữa có ok quá không nhỉ. Làm gì trời, làm gì. Đâu á chạy biết đâu á, chết luôn á. Trời ơi là luôn đi cô này. Em hiểu tôi nói gì không ạ? Chắc chắn rồi. Ai, đây chúng ta không có yêu cầu gì hơn khi admin ở đâu. Cái mini tú đó khá là nhiều. Try. Đây thì việc mắt cũng khá là cần thiết. Đang là cái xa và bây giờ chúng đang ra để tâm chiến các bạn. Tâm bài là chúng ta đang tâm bài này, lấy tâm bài này. Cái này muốn chơi chứ còn gì nữa mình chơi. Khả năng là chúng ta bán cao mới lệ đi anh em nha, bán đi nha. Đây là thiếu hai cung là hai cung, ba cung lận. Trời đất ơi, thiếu ba cung sao chơi? Ba cung khó chơi lắm á. Không lấy blitz, không lấy blitz. Blitz làm vậy, không xem blitz. Bán blitz đi. Bán ít đam đi. Nhiều lần cũng có chơi em mà. Chơi đi blank đi em ơi. Mình đứng mắt là cứ ra điện thôi. Thấy ôi giời ơi là này, ôi giời ơi ra được đồ nữa, ra cuồng đao, đao điện, ra một cái đồ này nè, mình thấy là nó cứ thế nào anh em ạ, ok nha, chắc chắn là mọi người đã thích rồi, chưa đùa rồi, bỏ đây, bỏ đi chúng ta. Bán đi giá không? Tô vít á? Có. Trong đồ cũng vậy. Chào gì mà diệt khốn. Chào thế nào một cái mạnh phép tích cực đao. Thảo điện này thì cuối cùng chúng ta tìm được nhé. Cái này đang được bán với 2 siêu lửa và 3 mình thú thì ta vẫn sẽ phải cần thêm cho mình một cái hệ tướng đây em ạ, thì cái ta vẫn chưa lên được 2 và chiêu view tướng 2 tiền thì chắc chắn là một cái mua rồi, đơn giản ta có thể được lúc không nào. Trời ơi còn gì nữa cơ mà không chơi, có gì nữa không chơi. Trời ơi lên luôn chứ. Đây chúng ta cần tìm Vi các bạn. Vi với lại Nina. 20 tiền, 25 tiền. Cảm nhận đầu chơi, tôi thử phát thế nào. Đô thế nào. À, đặc nghiệm. Lấy được tiền luôn. Sao phải xoắn anh em? Không phải xoắn anh em ạ. À, đặc nghiệm. Vặn không vào đâu, chứ tao vặn mãi thì chả vào. Yeah. Vặn rồi, tao vặn rồi, cúng chặt vào rồi, xong rồi nào cuối cùng nó vẫn tuột ra. Được mắt, không có giao điện thì không làm gì được anh em ạ. Ở đây chúng ta đang có công rồi.
tanh mình không có nên là lượng đam mình đang khá thù rồi nhưng Echo có một thôi, mấy cô em cứ lên. À ông này đang cầm bài cái xa bảo sao không ra. Ơ ta bảo rồi, thích ta làm như mày sau toàn tuột ra thôi. Năm máu anh em ơi, 10 tiền bỏ con rác đi. Z vào đây là ba siêu lửa nó chất luôn anh em ơi, cho nó đẳng cấp luôn. Sao mình phải sợ anh em nhỉ? Vào đây, cái này là không phải xoắn, không phải xoắn. Đóng cái cửa nhà vệ sinh vào cái cửa người. Mày có tắm không? Mày tắm trước à? Chúng ta thấy thì một cái bài siêu lừa, siêu lừa đặc nhiệm với binh tí tú anh em nhé. Quá ảo ma luôn. My name is a Big Five Oven. Thắng ở nhà này không được. Nghĩa thắng được. Tốt quá đi luôn. Nhưng mà thắng được thì mình đang lên khá cao mà không được xuống được. Mình cần một chiếc cung gỗ anh em ạ. Vừa kích được cuồng đao. Thứ hai là kích được giao điện. Không có anh em ạ. Giao này là không có cung gỗ. Đồ gì nào. Đây thì mình lấy được vòng ở trong chợ áo trồng bạc có hai cái chắc là khả năng mình sẽ lấy được một cái. Xin áo trồng bạc này đúng vậy, chắc chắn là mình sẽ lấy được hai cái. Đâu một cái, một trong hai cái. Ok rồi, Samira ra khá sướng anh em. Nhưng mình lại không chơi Samira. Ở đây thì chúng ta sẽ lắp cho con bé này là một chiếc nỏ sắt anh em nhé. Tất nhiên rồi. Chỗ nào? 20 tiện. Nina. Không có gì bàn cãi nữa. Nina là một trong những tướng mà chúng ta cần thiết. Đây có Vi em nhé. Vi để kích hộ công với lại Echo anh em ạ. Chúng ta sẽ bỏ đi cùng một siêu lừa. Để nếu mà bỏ siêu lừa đi thì ta vẫn kích được 3 siêu lừa anh em nhé. À đâu? Được khi hộ công kích 2 siêu lừa được rồi. Ngày 6 này là xong là tháng 3 anh. Another day, another bullseye. Cấp lắm em ơi. Senzua đi, mình không chơi các bạn. Mình có V và V3 sẽ là từ chủ đạo em nhé. Bỏ vào đây này. Thêm cả tanh này. Bán rồi đi này. Đó, như cỡ như đấy anh em thấy là dàn tanh của mình đã được nâng cấp khá là nhiều. Và Kai'Sa là tướng đang được đứng gọi là nhiều đam nhất. 3.000 bốn đa. Cô ấy đang tìm cho mình một chiếc cung gỗ. Cung gỗ hoa. Hai cung gỗ thì càng đẹp. Cái nào cũng xói như nhé. Thì sẽ hoàn thiện đồ cho cô ấy. Không rằng là sẽ chú ý lắm nhé. Vâng. Bài mai đây qua. Bài này khả năng là sẽ ăn được nhé các bạn. Thì ngoại đạo này chưa lên được 2 và vẫn đang 1. Tôi đã có đến 2 tướng thì đã lên được 2 rồi. Nên là chiến thắng chắc chắn của về tôi. Đây tôi lấy Vi em nhé. Up cấp này. Tìm ra tướng càng nhanh càng tốt. Với 30 tiền. Sói à, bầy sói á. Có 5 con sói thì tôi chỉ cần mong ra 2 con là cùng thuộc là đẹp. 2 con là được ra cùng rồi thì ok luôn. Và liên tục di chuyển chỗ khá thông minh. Một cái giáp rồi, một cái rồi. Vâng, không ra được cái cung nào anh em ạ. Như này là toang rồi chứ không sao đây là. Trời ơi, Z làm cái gì
Dead này dead thêm chứ cần quan trọng gì đâu mà. Bên đây thì van chưa có này, chắc chắn là sẽ là một chiếc giáp máu đây anh em. Trời ơi có ra đâu, chết tôi rồi. Cái găng này thì không cần thiết, nhưng mà để trong lúc nào nếu mà tìm được thì đập găng này lý. Đây có rắc, rắc này rắc 2 anh em ạ, rắc này là phải lắm. Rắc 2 là có đồ cái năng khổng lồ đấy em ạ. Phải bèm chết em tôi mất. Đúng rồi, đi, gõ cái giáp đi. Gõ cái giáp đi. Cái sao làm cái gì đấy? Nước đi, đúng rồi, đúng rồi. Hoàng Anh là tôi. Wow, nên tem bạn này khá nhiều vi em ạ. Đây chúng ta có hai cái sẹo vàng, quà chờ cho 45 vàng. Cái gì đấy, nhất thống khi hợp nhất làm sao tôi vẫn không hiểu chút tiếng Anh này, tôi dịch nhưng mà nhanh không hết thời gian nào. Làm gì nào. Các đơn vị bạn nhận được 3 phần các thương tấn công và được các bạn cũng có đặc nhiệm khi kế hoạch hoàn quân của bạn. Ok, đây qua để cho nhé. 45 tiền. Quá nhiều tiền luôn. Quá là nhiều tiền, 88 tiền. Đẳng cấp luôn. Đẹp tiền vây này rồi nhé. Cái ba kiện luôn cho máu anh em ạ. Ba kiện cho máu luôn thì sao? Sao phải thoắn. 35% và từ 3 sao thì là cái dao của chúng ta cần phải lấy đồ hay là lấy tướng chứ phải lấy đồ. Các bạn đang liên tục áp sát tôi với lại xạ kích và cái bờ đi xạ kích thì khá là đau anh em ạ. Rồi thì cũng có nhiều rồi tôi mất chuỗi thắng anh em ạ. Ở bên Vinh Tú khá là nhìn khá là ghét anh em ơi. Không chào BCB nào cả. Đây anh em thấy thì chúng ta sẽ đưa anh em nhé. Revenge đây rồi. Serve the greater good. Ta sẽ cho Revenge ở đây để kích được siêu thú anh em nhé. Revenge tôi đánh 3 siêu thú anh em. Mình đánh form bài này thì mình sẽ thêm hơn châu hơn nữa anh em. Đây là bấm châu luôn này. Châu 2 à? Châu 2 khá buồn cười. Châu 2 là khá sớm anh em ạ. Châu không có. Bên đây 3 cái kia thì làm sao mà mình đi được bên đây hả anh em? Đừng thế, mất thời gian, đánh vào đấy đi. Đúng thời gian lắm. Cái xa, đúng rồi, cái xa ở bắn con kia đừng bắn rác. Chúng ta mất thời gian. Bây giờ 3 người nhà khó chơi quá rồi mà. Rồi, tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sớm nhất.